Xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Nhi Đại Tây Vlog nhé. Thì để tiếp tục cái câu chuyện trong ngày hôm nay thì Nhi làm cái clip này thì Nhi cũng vẫn sẽ tiếp tục thôi. Vẫn lên phản biện về những cái luận điệu xoay quanh cái vấn đề của siêu thủy lên trên không gian mạng thì Nhi cũng sẽ đưa ra một số những cái dẫn chứng để cho khán giả và mọi người trên kênh của Nhi cũng như trên không gian mạng biết được là cái chủ kênh YouTube Thủy Dép Tông có phải là cái người có kiến thức có phải là cái người có giàu có và có phải là cái người văn minh và lịch sự hay không thì Nhi sẽ đưa ra những cái dẫn chứng như sau cái thứ nhất thì trong những cái lời lẽ sự thủy đến trên không gian mạng bằng đến tuổi đầu rồi thì Nhi cũng thử hỏi mấy khán ra và mọi người và cá nhân của Sửu Thủy. Sửu Thủy đã gương mẫu chưa? Sửu Thủy đã tốt đẹp chưa? Và Sửu Thủy đã là gọi cho cái người văn minh và lịch sự hay chưa? <laughs> thì tại sao? Và lý do gì? Thì Nhi để hỏi Sửu Thủy như vậy. Thì cái thứ nhất, thì Nhi đưa ra một số những cái luận điệu như thế này để xem Sửu Thủy, Sửu Thủy có phải là cái người văn minh và lịch sự như Sửu Thủy lên trên không gian mạng đưa ra những cái lời lẽ ẳng và sủa có đúng hay không cái thứ nhất có một người cha nào đi dạy người con là đi lấy bốn vợ cũng bao giờ có người cha nào dạy như thế không có một người cha nào văn minh và lịch sự <laughs> lên trên không gian mạng đi dạy một người con là hãy đi lấy lấy bốn vợ không cứ lấy hết vợ lọ đến vợ kia xong bỏ xong lại đi lấy vợ khác đến bốn đời vợ còn không ở được với nhau thì phải đi lấy vợ khác thì hỏi xỉu thủy có người cha nào đạo đức trí tuệ và có kiến thức mà lại đi dạy cái người con đi lấy bốn vợ không là cái thứ nhất cái thứ hai nữa thì mang lên những cái lời lẽ trên không gian mạng đi xúc phạm những cái người bằng tuổi con, bằng tuổi cháu của mình và là những người phụ nữ có xứng đáng không? Khi một chủ kênh đã 60 tuổi đầu rồi, có dâu, có rẻ thì đã văn minh và lịch sự chưa? Lên làm rất chi là nhiều những cái trò hôi lách trên không gian mạng. Lào thì đi xúc phạm, Lào thì đi bới, đi móc lên trên không gian mạng làm những cái trò thì như kiểu trẻ con lên hai lên ba thì nhi thử hỏi mấy sửu thủy là cái con người như sửu thủy như vậy đã tốt đã văn minh và đã lịch sự chưa đã làm một cái tấm gương để cho con cháu và mọi người trên không gian mạng người ta loi theo chưa Sử thủy hãy trả lời cho không gian mạng trả lời cho khán giả cho mọi người biết được có đúng hay không cái thứ hai nữa thì uh, nhi cũng hỏi siêu thủy ơ ờ, đi siêu thủy lên trên không gian mạng siêu thủy đi khoe khoang những cái lọ khoe khoang những cái kia ơ ờ, đi siêu thủy là những cái người gọi cho giàu có đi phải không là người có của ăn của đẻ thì nhi cũng thử hỏi siêu thủy nếu như mà cái người người ta có của ăn của đẻ có những cái đồ lọ đồ, đồ, đồ kia đi sưu tập những cái đồ lọ sưu tập, tập những cái đồ kia thì nhi hỏi siêu thủy <laughs> lý do và tại sao mình không có nhà mình ở mình phải đi mình chui gầm trạm tại sao lý do gì mình phải đi ăn nhờ mình phải đi ở đậu nếu như mình mà là cái người giàu có người tài giỏi có biệt phủ có xe hơi phải không có sổ đỏ thì không có nhẽ người cha lại kéo một cái người con đi theo đi mang trong mình một cái kiếp cờ hó chui gầm chạn thì nhi thử hỏi mấy khán giả và mọi người là cái người giàu có người tài giỏi và cái người có nhiều tiền nhiều của có bao giờ người ta phải hạ thấp cái danh dự của một cái thằng đàn ông bất tài và vô dụng thì mới phải đi chui gầm chạn không mới phải đi giúp váy bà mẹ vợ hay không hà siêu thúy Thế xỉu thủy lên trên không gian mạng là xỉu thủy cái là người nhiều tiền nhiều của Ờ ừ, thì có cái nọ có cái kia Thế tại sao lý do gì Xỉu thủy lại đi chui gầm chạn Xỉu thủy lại đi sống Nhờ ở đậu nhà bà mẹ vợ ừ? Hãy trả lời cho không gian mạng Cho khán giả cho mọi người Lý do và tại sao Ơ ờ, đi xỉu thủy lên trên không gian mạng Thì xỉu thủy dẫn dắt khán giả triệu thủy bao biện là Sửu thủy đi lên trên đấy báo đáp bà mẹ vợ và trông lo bà mẹ vợ thế nhi hỏi Sửu thủy bố Sửu thủy ở quê thế tại sao lý do gì mình là con trai mình không đi báo đáp bà mẹ vợ mình lại không báo đáp mà mình lại đi báo đáp bà mẹ vợ trong khi đó nhà vợ nhà mình thì cũng rất chi là nhiều người con Thế tại sao người ta không đi báo đáp? Mà phải nhờ đến thằng con rẻ đi báo đáp. Ừ? Hay trả lời cho không gian mạng đi. Mình đưa ra được cái dẫn chứng. Và mình đưa ra được những cái phản biện. Thế mình phải có cái dẫn chứng. Có đúng không? Thế tại sao lý do gì? Mình nhiều tiền, mình nhiều của thế. À? Mình tốt tính như thế. Ừ? ngay như trên không gian mạng thôi. Khán giả và mọi người cũng đã nhìn nhận được ra đấy. Đến lửa năm nay hay là một năm nay rồi, có phải quê thăm bố mình không? Chứ khán giả cũng phải biết chứ. Lý do và tại sao là con trai phải không? Thì xa phương cầu thực, thì luôn luôn nhớ về quê hương phải không? Nhớ về bố, nhớ về mẹ. Thì cũng phải trông lo gần gạn thì cũng phải gọi cho một năm cũng phải về hai đến ba lần nhưng đây đi biển biển cả năm giờ còn không về nhòm ngó đến bố mình <laughs> có đúng không ạ à, thủy. Thủy <laughs> thế cái thứ ba nữa thì nhi cũng hỏi xỉu thủy ờ đây xỉu thủy lên trên không gian mạng khoe những cái sổ đỏ những biệt thự nhà lầu xe hơi thế lý do và tại sao trong những cái sổ đỏ đấy lại không có một tên nào là tên của sửu thủy mà lại có tên của ba mẹ vợ và lại có tên của vợ mình <laughs> lý do và tại sao hay là người ta in nhầm ừ? mình lên mình khoe thì mình phải khoe cái đồ của mình những cái gì mình làm ra bằng mồ hôi công sức của mình thì mình lên trên không gian mạng mình khoe khoang thì nó mới có giá trị chứ mình đi mình cầm cái của người khác lên trên không gian mạng mình khoe mình khoang nhưng có phải là của mình đâu mà đấy là đồ của mẹ vợ và đồ của vợ riêng chứ không phải đồ của mình đâu thế sỉu thủy không thấy xấu hổ Mới không gian mạng khi mình mang những cái đồ của người khác lên không gian mạng mình đi khoe nhờ và mình đi gọi cho là làm những cái trò rất chi là câu like, câu view trên không gian mạng. Thế bản thân và cái con người của Sửu Thủy ba cái vấn đề đấy thôi. Thì Sửu Thủy hãy giải thích cho không gian mạng, cho khán giả và cho mọi người biết được là lý do và tại sao mình nhiều tiền, mình nhiều của mình có 10 tỷ mình gửi ngân hàng. Mình cho vay, mình cho mượn, lý do tại sao? Lại phải mang những cái sổ đỏ của người khác lên trên không gian mạng đi khoe. Hả? Có đúng không? Thì Nhi cũng được biết và Nhi cũng được xem là hiện tại cái đăng ký xe ấy có siêu thủy lên trên không gian mạng. Siêu thủy bảo là S500. Thì Nhi cũng nói thẳng với siêu thủy như này, này. Bịp ai thì bịp. Chứ không thể bịp được những cái người người ta đã từng chơi xe Và người ta đã biết về đời xe Nhi dám cam đoan với siêu thủy là cái xe này đời 2018 À 2008 Đăng ký lần thứ hai là 2018 Và cái xe đây là xe S350 Độ lên hệ S đã gọi cho 500 Còn chính thức trong cái đăng ký đấy nó là 350 đăng ký lần đầu là 2008 và đăng ký lần thứ hai là 2018 cái xe là xe mua lại có đúng không à Xỉu thủy và nhi cũng nói thẳng với siêu thủy là cái xe đấy là ở trạm trôi thì chắc siêu thủy như biết chứ ừ. lớn như siêu thủy mà chứng minh được ba bốn cái vấn đề này ra cho không gian mạng mà giải thích cho không gian mạng là hay hay không có đúng hay không thì khán giả và mọi người sẽ tin tưởng vào thủy còn trong cái thời điểm này mà xỉu thủy vẫn lên trên không gian mạng đi khoe từ cái đôi giày và đi khoe từ cái nọ khoe từ cái kia thì khán giả mọi người nhìn thấy xỉu thủy là cái gọi cho là như kiểu trẻ con lên hai lên ba lên khoe khoang và lên làm rất chi là nhiều những cái trò gọi cho là rẻ rách trên không gian mạng thế nhi họ chịu thủy như này nhá nếu như mà một người người ta siêu tập đồ cổ và người ta siêu tập những cái đồ gì người ta thích ý, thì có bao giờ người ta xếp gọi cho từ cái bậc cầu thang những cái đôi giày đi lên không nhi nói thẳng với chịu thủy như này, này. những cái đôi giày thượng đình ý và những cái đôi giày đi thể thao ý, thì thường thường người ta hay vứt ở góc sân hoặc là ở ngoài sân Chứ ai người ta lại cho trong nhà người ta cất thế Hả? À? Có đúng không? Cái thứ hai là những cái đôi giày của siêu thị lấy trên không gian mạng khoe ấy Thì những cái đôi giày ở siêu thị người ta bán nhiều lắm Siêu thị là siêu thị mặt đất đi Là những cái hàng người ta bán 39.000 ấy Còn chả ai người ta mua ấy Những cái đôi giày đấy là Thường thường những cụ già người ta đi bộ Và người ta dùng thôi Chứ người ta không mua để đi chơi đi bời đâu cái là giày đôi mới giày nọ giày kia liệu cái đôi giày đôi của Tiểu thủy Liệu có đến hai trăm rưỡi một đôi không có đúng không thế mà Tiểu thủy lên trên không gian mạng khoe khoang ma mị khán giả cái là người có đẳng cấp đẳng cấp người ta ấy lấy người ta chơi giày người ta sưu tập thì người ta phải có cái tủ đàng hoàng nếu như không có tiền thì người ta phải dùng cái tủ nhôm kính người ta đóng một cái tủ nhôm kính hoặc tủ gỗ hoặc có giá người ta xếp từng đôi vào đấy chứ ai lại đi xếp ở cái cầu thang như thế xếp như thế người ta nghĩ là trẻ con nghịch ngợm thôi những <laughs> trẻ con nó mới xếp như thế nó nghịch hiểu chưa như thằng cu nhà nhi thế này, này nó hay xếp những đôi dép của nó nó xếp vào cầu thang đi lên đi xuống chỉ có trẻ con nó mới nghịch như thế thôi còn cái người như xỉu thủy Sao phải làm như thế? Mình là một đại gia <laughs> có 10 tỷ phải không? Đóng 1 2 triệu cái cái giá gọi cho cái gỗ ép đấy. Cái giá để dày đấy thì đơn giản đấy mà. <laughs> Tại sao lại không có? Mà lại đi xếp cái cầu thang như thế. Thì có phải là chịu thì ra gọi cho rẻ rách và hôi lách trên không gian mạng không? Làm rất chi là nhiều những cái trò thật sự ra. Chỉ có trẻ con nó mới dùng như thế thôi. Và trẻ con nó mới nghịch như thế thôi Còn làm sao mà chịu thủy có thể là Vải thưa mà che được mắt thánh Khi khắc thánh trên không gian mạng Thánh soi rồi và thánh nhìn rồi Cái con người người ta đẳng cấp hay không thì biết phải không Ai lại quần áo ở trong nhà phải không Trả <laughs> gấp chả ghét cái treo thì gọi cho bụi mù lên phải không Còn trái người ta thèm mặc Mặc những kia đồ cổ đấy người ta dùng làm gì ai người ta dùng những cái đồ cổ như thế đúng không Thì siêu thủy đã chia sẻ cho khán giả cho mọi người là tại sao lý do gì siêu thủy lại thích những cái món đồ cổ như vậy <laughs> lại thích siêu tập những cái món đồ cổ như thế có phải <laughs> là siêu thủy lại trên không gian mạng cô đã tuyên bố với khán giả mọi người cứ đồ cũ là đồ cổ đúng không Thì rõ ràng còn gì nữa đồ cũ là đồ cổ phải không thì thủy đang dùng những cái đồ cổ gì nữa có phải là những cái đồ giày dép đấy có phải là của, của người chồng cũ người ta để lại không người ta không dùng đến người ta không đi đến người ta vứt lại hiểu chưa chị thủy thấy tiếc phải không thì bắt đầu mới xếp vào cầu thang đấy phải không để đi dần đúng không lên khoe lên khoang các bạn là giả rách không quá giả rách luôn đúng không thì trong cái clip ngày hôm qua <laughs> thì uh, nhi cũng lên clip rồi thì nhi cũng nói với Tiểu Thủy rồi Ờ đi Tiểu Thủy bảo là nhi là cái kênh hay nhi đặt là nhi DT bên lớp thì Tiểu Thủy lên cũng gọi cho chế nhạo cái kênh của nhi ra là cái người thế nọ là cái người thế kia <laughs> đại tiện với tiểu tiện thế nọ thế kia gì đấy thì uh, nhi cũng hỏi thần Tiểu Thủy như này này thế cái con người uh, như Tiểu Thủy Tiểu Thủy học đến lớp mới Xỉu Thủy cho khán giả cho mọi người biết được là Xỉu Thủy học đến lớp mấy Thì có phải là Xỉu Thủy đi nhảy tàu, nhảy xe từ năm 13 ba tuổi. đây là gia đình nhà Xỉu Thủy, bố mẹ của Xỉu Thủy, không dạy Xỉu Thủy được đến nơi đến chốn Không cho so Xỉu Thủy ăn uống học hành đến đàng hoàng phải không? đây là Xỉu Thủy mới lên dùng những cái lời lẽ, chế nhạo những cái kênh nọ, cái kênh kia ra đúng không? Thế tại sao lý do gì Xỉu Thủy cũng đặt một cái kênh vlog đấy? Đấy? Không? Thế tại sao tiểu thủy lại nói nhi như thế? Thì không có khác gì tiểu thủy tự nhiên vả mõm tiểu thủy à. Đấy? Không? <laughs> Đúng không à tiểu thủy? Thế cái con người người ta có kiến thức, người ta có trí tuệ, thế tại sao tự nói Để tự vả mõm mình thế? Đấy. Chia sẻ cho khán giả cho mọi người biết xem nào. Có phải là cái mõm của mình đang bị khuyết tật không? hai à, triệu thúy có phải là cái lão của mình là lão trạng không Đây là mình không học được đến nơi đến chốn mình nhảy tàu nhảy xe từ năm mười tuổi Đây là cái kiến thức của mình nó chỉ có giới hạn đúng không mới lên chê lên trách Mình lên chế lên nhạo thì nhi, nhi cả nhìn ý cái tư cách cái nhân phẩm và cái đạo đức của sửu thủy ý, thì nhi đánh giá ra là gia đình nhà sửu thủy là những cái con người không có học và đặc biệt là vô học và thất học và không được giáo dục đến nơi đến chốn nên mới để xỉu thủy lên trên không gian mạng cá mè một lứa như vậy mới lên có những cái lời phát ngôn thứ nhất là thiếu đạo đức thứ hai nữa là vô học xỉu thủy hiểu chưa chứ còn xỉu thủy lên trên không gian mạng <laughs> ăn mặc thì gọi cho là chỉ được cái mát ở ngoài thôi còn trong cái con người của Sửu Thủy ấy, rỗng tách luôn. Không có một cái kiến thức gì và không có học được đến nơi đến chốn. Ngay như cái cách Sửu Thủy lên trên không gian mạng thôi. Nếu như là một cái người cha gương mẫu và một cái người lớn đàng hoàng không bao giờ người ta áp đặt những cái thói hư tật xấu cho cái người con của mình khi mới có 10 tuổi, siêu thủy phát ngôn mở ra và ẵng ra những cái lời lẽ thì có người con của siêu thủy ở bên cạnh, Thấy không? thì không khác gì siêu thủy đang dạy cho cái người Ngày con của siêu thủy theo cái cách ăn nói như của siêu thủy. Bởi vì cái con người của siêu thủy, ấy, bởi vì là không có học. làm ít thịt lợn nữa Đây là siêu thủy không nhìn nhận được ra những cái gì đúng cái gì sai. Nên là tiểu thủy cố tình lên bao bị ẩn Mỗi miếng này thôi gì được nửa cân, cân này dạ. Miếng nóng mà Nhi cũng xin thưa mấy tiểu thủy như này này Đầy cha ăn mặn Thì đời con khát nước Có đúng không? Và cha con hơn cha Là nhà có phúc nay được mấy tiếng rồi thì sửu thủy đang gọi cho là đang hơn cha của sửu thủy nhanh nhỉ từ sáng giờ nó khá xe như một, này. gọi cho là hơn cha là bốn vợ Tất là Sửu Thủy bây giờ đang cố tình áp đặt cho con trai của Sửu Thủy khi đang ngồi livestream cùng với Sửu Thủy đấy, Thì con trai Sửu Thủy sẽ học Cái này thủy nó phải cần khói nhiều chứ. Những cái nhạc. lời lẽ của Sửu Thủy lên trên không Cần khói nhiều nha. nó mới tốt. Thì trước sau thì Sửu Thủy sẽ nhận được lại những cái gì hay hệ nhất. Những cái lời lẽ thì của Sửu Thủy mở ra thì sau này người con của Sửu Thủy sẽ áp đặt lại cho Sửu Thủy. Bây giờ thì chưa biết thôi. Nhưng rồi sau này sẽ được biết. Cái này thôi gì được cân gì nữa. Tức là rồi. hôm nay thì Nhi làm cái clip nó ngắn đến đây thôi. Thì đi gửi những sự thủy về những cái phản biện của Nhi gửi cho Sửu Thủy. Còn Nhi cũng xin thưa với Sửu Thủy là Nhi không quên cái cân chè đâu nhé. Nay đến mấy tiếng rồi? mà thu xếp vợ chồng vay mượn đâu trả như cân chè. Còn nếu như mà không trả cho Nhi cân chè ấy thì cứ lên khoanh tay xin Nhi vợ chồng quay tay vào thì nhi sẽ cho cân chè đấy được chưa còn không lên đính chính không lên xin ý thì con này nó phải cần khói nhiều từ dạ. giờ đến tết nhi sẽ cần khói nhiều nó mới tốt tục đàng hoàng chú thủy nhớ chưa đây là nhi cũng chỉ nhắc nhẹ như thế thôi thì xin hẹn triệu thủy trong cái clip buổi trưa ngày hôm nay chị thủy nhé bye bye chị thủy